Minh Anh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình KVLE trên băng tầng 56.5 và trên hệ thống Galaxy 19. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới của đài, đó là chương trình Tìm hiểu nước Mỹ. Đây là một cái đề tài do chính thị trường Tá Đức Chí biên soạn và tuần báo Việt Thai đứng ra ấn hành và xuất bản. Và kính thưa quý vị, trên tay Minh Anh đây là cuốn sách Tìm hiểu nước Mỹ. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị những cái danh mục trong cuốn sách này, những chương trình tới. Và thưa với quý vị, trên 40 năm người Việt tự do của chúng ta sống ở hải ngoại, chúng ta đã thành công trên mọi lĩnh vực khoa học, y tế, xã hội, văn hóa và nghệ thuật vân vân. Thì Tạ Đức Chí cũng nằm trong quỹ đạo đó và anh đã tự tạo tên tuổi để bước vào dòng chính của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là niềm hãnh diện cho cái cộng đồng người Việt tự do chúng ta hải ngoại. Và tưởng cũng lên nhắc lại là anh Tạ Đức Chí đến Hoa Kỳ năm 1992, lúc mới có 19 tuổi thôi. Anh tốt nghiệp cử nhân chính trị ngành bang giao quốc tế. Anh từng sinh hoạt trong Tổng hội sinh viên miền Nam California, chủ tịch cộng đồng Việt Nam California. Và năm 2006, anh trở thành nghị viên thành phố Westminster. Và năm 2012, anh tranh cử chức thị trưởng thành phố và anh đã thắng cử và giữ chức thị trưởng đến hôm nay. Và Nguyên Danh xin mến chào thị trưởng Tạ Đức Chí. Dạ, chúng tôi cũng xin thân chào anh Nguyên Doanh cũng như là thân chào tất cả quý khán thính giả và đồng hương. Vâng, thưa với anh, là trong cái buổi đầu ra mắt như vậy thì cái đề tài chính hôm nay và gửi đến quý vị đó là cái đề tài anh đã đưa ra, đó là cái vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Và xin mời anh. Dạ, rất là cảm ơn anh Nguyên Doanh cũng như là cảm ơn tất cả quý vị. Thì thưa với lại anh, chúng ta cũng thấy được Hoa Kỳ, sở dĩ Hoa Kỳ hùng mạnh tới ngày nay bởi vì Hoa Kỳ có một cái đường lối ngoại giao thích hợp theo từng thời điểm. Và khi mà nói tới vấn đề ngoại giao đó thì chúng ta phải nhắc tới Bộ Ngoại giao. Thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1789, tức là so với tất cả những cái bộ khác thì Bộ Ngoại giao là cái bộ coi như đầu tiên được thành lập từ năm 1789. Thì sứ mạng của Bộ Ngoại giao là đưa ra những cái chính sách đối ngoại thích hợp để bảo vệ Hoa Kỳ trước những cái thế lực của thế giới hay là trước những cái mâu thuẫn của từng vùng trên thế giới. Thì khi mà nói về cái vấn đề cái chính sách đối ngoại đó thì chúng ta cũng thấy được cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thay đổi theo từng thời điểm và từng hoàn cảnh và từng vùng. Thí dụ, Hoa Kỳ không thể nào dùng một cái chính sách ngoại giao của vùng Trung Đông cho vùng Á Châu Thái Bình Dương được. Tại vì cái bối cảnh lịch sử cũng như là những cái mâu thuẫn của hai vùng hoàn toàn khác nhau. Thì Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm là đưa ra những cái chính sách ngoại giao hay là gửi các nhân viên ngoại giao đi khắp nơi trên thế giới, những cái quốc gia mà có bang giao với lại Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ sẽ gửi những các nhân viên ngoại giao đến làm việc ở tại các quốc gia đó. Thì cái sứ mệnh của Bộ Ngoại giao là để đưa ra chủ trương cũng như đường lối ngoại giao để bảo vệ cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Thưa anh. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh Tạ Đức Chí. Thì nhân anh vừa mới đề cập tới vấn đề Bộ Ngoại giao, thì cái vấn đề ngoại giao, cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nó thay đổi từng giai đoạn một và từng cái thời kỳ tổng thống một. Thì theo như anh được biết á, thì cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ á, đó là một cái chủ thuyết hiện thực đó, và đóng một vai trò nó rất là cái quan trọng, nhưng nó không phải dừng lại chỗ đó, nhưng nó có thể thay đổi tùy theo tổng thống, các thời kỳ tổng thống nó lên. Thì anh thấy cái điều này nó có đúng không, và cái điều này nó có ích lợi như thế nào không, thưa anh Tạ Chí? Anh Nguyên Danh nói rất là đúng khi mà anh dùng cái từ là chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đi theo cái chủ thuyết hiện thực chứ không phải chủ thuyết lý tưởng. Thì khi mà nói tới những cái chủ thuyết về ngoại giao đó thì các quý vị mà có tìm hiểu hay là có học hỏi nghiên cứu thêm thì chúng ta sẽ thấy hai cái chủ thuyết nó rất là rõ rệt. Chúng tôi xin phép để mà chia sẻ phân biệt rõ ràng thế nào là chủ thuyết hiện thực và thế nào là chủ thuyết lý tưởng. Chủ thuyết hiện thực tức là cái chủ thuyết đưa ra để quốc gia đó
bành trướng cái ảnh hưởng cái thế lực của mình và cái quốc gia luôn luôn đưa ra cái chính sách ngoại giao làm sao có lợi cho quốc gia của mình, trong lúc đó mình có thể tạo ảnh hưởng bành trướng quyền lực của mình về cái mặt chính trị, kinh tế, quân sự cũng như là mậu dịch lên các quốc gia khác hay lên cái vùng khác. Đó là theo cái chủ thuyết hiện thực, tức là chủ thuyết hiện thực mình làm như thế nào để có lợi cho quốc gia của mình. Còn cái chủ thuyết lý tưởng đó là mình làm cái gì, là mình nghĩ tới những cái quốc gia khác, mình nghĩ tới làm sao mà cho tất cả các quốc gia đều có hưởng một cái lợi ích chung, đó là chủ thuyết lý tưởng. Thì tại sao chủ thuyết lý tưởng hầu như là đã không có thành công trong nhiều thập kỷ qua? Chúng ta đều biết được Liên Hiệp Quốc được thành lập vào năm 1946, được chính thức thành lập vào năm 1946 sau khi mà cái vấn đề của cái đệ nhị thế chiến, sau khi cái hệ quả đệ nhị thế chiến thì tất cả các quốc gia họp lại thành lập ra Liên Hiệp Quốc. Thì cái sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc á, là đưa ra những cái lời kêu gọi hay chủ trương là kêu gọi hòa bình khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng thấy tới giờ này, 50-60 năm qua, chiến tranh vẫn kéo dài và hầu như là không có một cái ngày nào mà quốc gia nào được yên với quốc gia nào. Tức ta thấy cái vùng Trung Đông, vùng Á Châu, vùng Châu Phi, đó là những cái vùng mà nó biến động nhiều nhất. Thì chúng ta thấy được cái chủ thuyết lý tưởng, theo cái chủ thuyết lý tưởng là khi mà một cái quốc gia nào bị đe dọa đó, thì tất cả các quốc gia xung quanh hay các quốc gia trên thế giới đó, là thành viên của Liên Hợp Quốc phải đứng ra để mà bảo vệ cái quốc gia bị đe dọa. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Chúng ta thấy được từ những cái cuộc chiến trên thế giới, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, cuộc chiến tại Việt Nam, cuộc chiến tại Hàn Quốc, cuộc chiến tại Á Phú Hạn, cuộc chiến tại Iraq, những cái cuộc, tất cả những cái chiến tranh nó xảy ra trên thế giới, chúng ta thấy được chủ thuyết lý tưởng Liên Hợp Quốc không có khả năng để giải quyết những mâu thuẫn, những xung đột trên thế giới. Và thay vào đó đó, nước nào cũng chạy đua vũ trang, nước nào cũng mua những chiến hạm tối tân, những quanh tạc cơ để có khả năng để mà phản ứng bằng quân sự, để có khả năng không chiến, để có khả năng hải chiến. Thì chúng ta thấy được cái chủ thuyết hiện thực, tức là chủ thuyết hiện thực là quốc gia nào cũng lo để mà chạy đua vũ trang, để mà chuẩn bị những vũ khí tối tân để bảo vệ nền an ninh của mình, và khi mình ra giao thương mậu dịch về kinh tế hay là những vấn đề khác, mình cũng mang về quyền lợi cho quốc gia của mình. Thành ra chúng ta đều thấy được Hoa Kỳ làm cái gì cũng theo cái quyền lợi Hoa Kỳ là trên hết, tức là cái quyền lợi về an ninh, quyền lợi về kinh tế, quyền lợi về quân sự. Thành ra chúng ta thấy cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thiên về chủ thuyết hiện thực nhiều hơn. Tuy nhiên vẫn có những cái nét đẹp của cái Hoa Kỳ là khi mà những cái quốc gia nào có nạn thì Hoa Kỳ đứng ra để cứu giúp, thì những cái hành động cứu giúp được xem là theo cái chủ thuyết lý tưởng. Thành ra nếu mà nói là Hoa Kỳ nghiêng hẳn về chủ thuyết hiện thực 100% thì cũng không đúng, nhưng mà cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thiên về chủ thuyết hiện thực, nhưng mà vẫn có những cái nét đẹp trong đó là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia hầu như là đứng đầu trong những cái việc như là viện trợ hay là giúp đỡ hay là tài trợ cho những cái quốc gia đang gặp khó khăn. Vâng. Và kính thưa quý vị, qua cái sự trình bày của thị trưởng Tạ Đức Chí đó, thì luôn luôn Hoa Kỳ thực hiện cái chủ thuyết hiện thực nhưng mà lúc nào cũng dung hòa ở cái chủ thuyết lý tưởng, là vì Hoa Kỳ mặc dù không phải là Liên Hợp Quốc nhưng mà Hoa Kỳ là một cái quốc gia đứng đầu ở trên thế giới, là một cường quốc vừa bảo vệ vừa dung hòa hết tất cả các nơi để mang một cái nền hòa bình đến cho tất cả các nước. Và Hoa Kỳ có một cái tầm nhìn là tức là bảo vệ quốc gia mình ở từ xa, chứ họ không có muốn để cho vô sát gần. Thì thưa anh Tạ Chí, thì anh vừa mới trình bày là khi mà đã bang giao quốc tế thì nó có nhiều vùng lắm. Thì trước mắt những cái vùng mà lân cận nhưng mà chúng ta được biết ở đây ấy, là thí dụ như là châu Mỹ Latin. Đó, thì theo như anh được biết ấy, thì châu Mỹ Latin nó có nhiều cái phức tạp, là tại vì trong châu Mỹ Latin ấy, nó có nhiều cái quốc gia nó thân cận. Đại khái như ông nhà nghĩa là độc tài Pinochet chẳng hạn, vân vân. Và các cái nước như là Cuba, Venezuela
và Guatemala cũng vậy, nó cũng có vẻ thân cận. Cho nên cái người Mỹ họ rất là cẩn trọng, mặc dù họ ngoại giao nhưng họ cẩn trọng những cái vấn đề đó. Thì xin anh chia sẻ thêm cái vấn đề này với quý vị. Dạ, rất là cảm ơn anh đưa ra những cái vấn đề nó rất là thực tế cho cái vấn đề, cái thời điểm chính trị và ban giao hiện tại. Chúng ta thấy được vào hơn một năm vừa qua, thì từ thời Tổng thống Barack Obama thì ông đã đưa ra cái chính sách là bình thường hóa với lại Cuba, và với cái hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ, với cái khi mà tổng thống tiền nhiệm Obama đưa ra cái việc bình thường hóa và ngoại giao chính thức với lại Cuba sau hơn 60 năm, ông hy vọng rằng với cái những cái chính sách mà bình thường hóa với lại Cuba đó, thì Hoa Kỳ sẽ một phần nào đó thúc đẩy cái tiến trình dân chủ tại Cuba. Hai là mở cửa ra để cho vấn đề giao thương, và từ giao thương kinh tế nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chính trị. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được á, Cuba tới giờ phút này đó vẫn là một quốc gia cộng sản, theo cái chủ nghĩa cộng sản, và áp dụng những cái chính sách độc tài. Rất nhiều những nhà tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở Cuba hiện tại vẫn đang bị cầm giữ. Thì đó chúng ta thấy được đây là một cái chính sách chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Tại đây là một cái chính sách mà chúng ta thấy được từ lúc mà Hoa Kỳ ban giao tới Cuba hiện tại đó, thì Cuba vẫn giữ một cái chính thể độc tài, và Cuba vẫn còn những cái ngoại giao với lại Nga, mà chúng ta thấy Nga với lại Hoa Kỳ ở trên bề mặt là ngoại giao, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng thấy được hai quốc gia cũng có những vấn đề. Thì chúng ta thấy được hiện tại đó thì ba quốc gia trên thế giới đang tạo những cái ảnh hưởng để mà từng vùng hay từng quốc gia để mà tăng thêm cái thế lực cho mình, tức là Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng. Chúng ta thấy cái bàn cờ trên thế giới bây giờ nó rất là rõ, tức là ba cái quốc gia lúc nào ngoài mặt thì bắt tay cũng là thương thiết, cũng là ngoại giao, nhưng mà ba cái quốc gia lúc nào cũng là phải có những cái chính sách ngoại giao, hay là cũng muốn tạo thêm đồng minh để mà trong trường hợp mà cái quốc gia nào mà tạo ra một mâu thuẫn trong vùng thì ít ra những cái quốc gia còn lại có đồng minh. Thì hiện tại đó Cuba vẫn là đồng minh của Nga. Khi mà chúng ta nói là hai quốc gia mà ngoại giao, không hẳn là hai quốc gia đồng minh. Hoa Kỳ với Cuba đã ngoại giao từ năm ngoái nhưng mà chưa phải là đồng minh, nhưng mà Nga với là Cuba vẫn là đồng minh. Thì chúng ta thấy được nó hơi có chằng chéo lên nhau. Một số cái quốc gia tại vùng Trung Mỹ hay là Nam Mỹ, có một số quốc gia đã từng là độc tài hay là bây giờ vẫn còn cộng sản, như là Cuba, hay là trường hợp như là Venezuela, là một cái xứ là theo những cái chủ nghĩa cộng sản. Thì đây là những cái quốc gia mà Hoa Kỳ cũng cần phải quan tâm. Tuy nhiên những cái quốc gia mà cộng sản, những cái quốc gia như là Trung Đông á, nó lại theo một cái hình thái khác. Ở quốc gia ở vùng Á Châu thì chúng ta thấy được Cuba đó, thì sau những cái mâu thuẫn từ cái thập niên 60 tại Vịnh Con Heo đó, thì anh cũng nhớ đó, thì từ cái những cái thập niên 60 tới giờ đó thì hầu như là cũng chưa có những cái mâu thuẫn gì xảy ra đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên Trung Cộng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đã tạo ra khá nhiều những cái quan tâm, ví dụ như vấn đề từ cái vấn đề Biển Đông tạo ra đảo nhân tạo, cộng thêm Trung Cộng càng ngày càng phát triển bành trướng về thế lực. Thành ra cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ phải đưa ra phải thích hợp. Những cái vùng Trung Mỹ đa số là cái chính sách chiến lược Hoa Kỳ, ngoại giao tại Hoa Kỳ tại vùng Trung Mỹ hay là tại vùng Nam Mỹ là thiên về mậu dịch nhiều hơn là cái vấn đề xung đột, mâu thuẫn về mặt quân sự. Tuy nhiên các quốc gia tại Á Châu Thái Bình Dương là những cái mâu thuẫn vừa kinh tế, vừa chính trị và vừa quân sự. Thì chúng ta thấy được Trung Cộng xây những cái đảo nhân tạo cũng hơn 5 năm vừa qua, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái thái độ thật sự thích hợp để mà phản ứng lại. Đồng ý Hoa Kỳ có đưa ra rất nhiều những tàu chiến, những chiến hạm đi tuần nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy Trung Cộng vẫn ngoan cố tiếp tục xây dựng những đảo nhân tạo. Thì hồi nãy anh nói đó, Hoa Kỳ muốn bảo vệ cái nền an ninh Hoa Kỳ từ xa, cái chuyện này hoàn toàn đúng. Đó là lý do tại sao mà chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn gửi rất nhiều những nhân viên
mà Hoa Kỳ có cái sự ban giao để đi tới cái quốc gia đó để mà làm việc. Và khi làm việc đó thì có đầy đủ những thông tin hơn để mà trong cái trường hợp có chuyện gì, Hoa Kỳ sẽ có những cái chính sách thích hợp với từng vùng hay từng quốc gia. Vâng, qua cái sự chia sẻ của anh Tạ Chí đó thì cũng đồng ý với anh hoàn toàn là tuy rằng á, bề mặt thí dụ như là Trung Cộng, Nga và Mỹ đó là ba cái siêu cường đó, tuy rằng á, về mặt ngoại giao chúng ta bắt tay những cái hội đàm chúng ta đều vui vẻ, nhưng mà bên trong ba nước đều có cái thủ riêng hết trơn đó, để bảo vệ quyền lợi của mình, cũng giống như là hồi xưa cái thời kỳ chiến tranh lạnh với Nga đó chẳng hạn. Thì khi mà anh Tạ Chí đã trình bày sâu qua cái tình hình tại châu Mỹ Latinh, tức là nó gần với nước Mỹ của chúng ta, thì chúng ta đi hơi xa khoảng chút xíu là chúng ta đi qua bên Âu Châu đó. Thì kính chúc quý vị, Âu Châu á, đối với Hoa Kỳ á, thì nó rất là thân mật, tại vì tất cả những người di dân hồi đó là từ bên Âu Châu đi đi qua bên đây. Nhưng khi mà những cái người dân đi qua đây và khi mà đã hình thành tốt đẹp ở bên nước Mỹ rồi đó, thì cái vấn đề ngoại giao với Hoa Kỳ với những người Âu Châu á, thì người ta nghĩ rằng á, là song phương, nhưng mà không phải là như vậy. Nó có những cái rất là trăn trở, thí dụ như ở bên đó, bên Hoa Kỳ có những cái trăn trở về vấn đề Do Thái và Ả Rập đó, vấn đề Iran thử nghiệm những cái bom nguyên tử chẳng hạn đó, thì nó cũng gây rất là những cái mâu thuẫn và nhức đầu cho chính phủ của Hoa Kỳ. Thì đứng trước cái vấn đề này thì anh Tài chị nghĩ thế nào? Dạ, anh đã đi một cái vùng châu Âu và cái vùng này chúng ta thấy được, chúng ta tưởng như là đơn giản nhưng mà không đơn giản chút nào. Thì chúng ta thấy đó, sở dĩ mà chúng ta có những cái liên hiệp Âu Châu hay là cái chúng ta gọi là cái cộng đồng Âu Châu, cộng đồng Âu Châu hay liên hiệp châu Âu được thành lập với cái mục đích là cạnh tranh, ngăn cản cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới, đặc biệt là tại châu Âu. Tại chúng ta thấy trước khi mà cái liên hiệp châu Âu hay cộng đồng chung châu Âu mà ra đời đó, thì đồng đô la hay kinh tế Mỹ gần như là lấn lướt và ảnh hưởng. Thì để ngăn cản cái sự ảnh hưởng đó đó, hay làm chậm cái sự ảnh hưởng, thì các quốc gia châu Âu mới hợp lại, mới thành lập nên cái đồng tiền chung châu Âu. Và các quốc gia trong đó thì có những cái mậu dịch, có những cái liên hệ, có những cái biên giới. Thí dụ như những cái thành viên trong cái liên hiệp châu Âu đó hay cộng đồng châu Âu đó thì hầu như là qua biên giới họ rất là dễ dàng. Thì anh biết là tại vì họ có những cái, đây là những cái quốc gia thành viên và họ có họ họ xài chung một cái loại tiền, tức là tiền châu Âu. Thì họ làm như vậy đó với cái mục đích là họ bảo vệ cái quyền lợi của chính họ. Tại chúng ta thấy các quốc gia châu Âu là đa số là những cái quốc gia nhỏ 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 mà sát bên cạnh nhau, thành ra họ muốn làm như vậy để họ bảo vệ cái vấn đề tiền tệ và kinh tế. Thành ra khi mà làm như vậy đó thì họ muốn cạnh tranh với đồng đô la của là Mỹ. Nhưng mà hơn 2 năm trước anh nhớ, hay là khoảng chừng 2 năm trở lại đây, thì Anh Quốc đã quyết định là rời khỏi châu Âu, khối thị trường chung Âu Châu. rời khỏi thị trường châu Âu. Thì chính cái sự rời khỏi này làm cho các quốc gia còn lại cảm thấy là họ bây giờ họ phải chi phí nhiều hơn. Và anh nhớ năm ngoái đó là chính tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, chính là ông qua bên Anh để ông họp báo và chia sẻ với thủ tướng Anh là ông yêu cầu là Anh phải ở lại là thành viên. Bởi vì Anh với Hoa Kỳ có một cái mối giao hảo truyền thống và lịch sử từ trước tới giờ. Thành ra là Hoa Kỳ muốn Anh ở lại ở châu Âu. Nhưng mà tuy nhiên cái bối cảnh của anh thấy là anh ở lại ở châu Âu á, thì một rất nhiều những nhà phân tích, những nhà chiến lược hay là cái người dân của anh, người ta cảm thấy rằng anh không có được đối xử một cách rất là công bằng. Tại vì anh ở lại đó thì không có được những cái quyền lợi tương xứng với những cái gì anh bỏ ra, cũng giống như là chúng ta thấy Hoa Kỳ là thành viên của khối NATO. Thì chúng ta thấy khi mà tổng thống Trump lên làm tổng thống á, khi mà ông Donald Trump lên làm tổng thống á, thì ông cảm thấy rằng tổng thống Trump cảm thấy rằng Hoa Kỳ đã cảm thấy là không có được đối xử một cách công bằng, tại vì Hoa Kỳ đã phải bỏ ra quá nhiều những cái vấn đề như là ngân sách hay là chiến phí khi mà có những cái chiến tranh, những cái mâu thuẫn trên thế giới. Thành ra chúng ta thấy cái chính sách của tổng thống Trump khác tổng thống Obama ở cái điểm á,
là Tổng thống Trump ông muốn là sẽ tăng cái ngân sách về quốc phòng và giảm cái ngân sách về ngoại giao. Ngược lại Tổng thống Obama khác Tổng thống Trump là Tổng thống Obama muốn là ngân sách ngoại giao phải nhiều hơn ngân sách quốc phòng. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có thể đoán được rất là dễ dàng là cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, ông muốn tiên binh và hậu lễ. Chúng tôi phải dùng là cái chữ, chúng ta đổi chữ là tiên binh hậu lễ. Còn Tổng thống Obama là muốn tiên lễ hậu binh. Anh Tạ Chí xài một cái danh từ rất là đúng, tức là trước thì mình phải đánh trước, rồi cái phần còn lại mình lệ thuộc là sau. Vì Nguyên Danh cũng đồng ý với anh Tạ Chí là Tổng thống Donald Trump lên khi ông nói là cái vấn đề mà kinh phí mà để cho khối NATO đó, người Mỹ, đất nước Hoa Kỳ bỏ ra quá nhiều, mà cho rất nhiều mà nhận được không được bao nhiêu hết, đó là cái quyền lợi đó. Thưa với anh, khi mà chúng ta đã nói cái vấn đề ở châu Âu rồi đó, thì chúng ta đi qua châu Á. Như lúc nãy anh Tạ Chí cũng nói sơ qua cái vấn đề mà bành trướng của Trung Cộng tại Biển Đông đó, như cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, thưa anh. Thì theo Nguyên Danh được biết đó, thì Hoa Kỳ sở dĩ ở bên châu Á là tạo ra một cái số đồng minh đặng làm chi để làm chiến lược và làm hậu thuẫn cho Hoa Kỳ vừa phát triển và vừa kinh tế đó, và tạo ảnh hưởng chính trị, nhất là với Bắc Hàn hiếu chiến. Hiện giờ anh thấy là Bắc Hàn bây giờ họ cứ thử những cái tên lửa, đây là những cái thời điểm nóng bỏng nhất hiện nay mà Tổng thống Donald Trump cũng đang nhức đầu về cái vấn đề này. Thì xin anh cũng nhận định cái vấn đề này cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta biết cái vấn đề mà Bắc Hàn thử vũ khí hạt nhân đã có từ thời Tổng thống Bill Clinton. Thì từ thời đó đó, thì Tổng thống Bill Clinton mới có những cái đưa ra những cái chính sách là Hoa Kỳ sẵn sàng viện trợ cho Bắc Hàn, với điều kiện là Bắc Hàn sẽ bỏ đi cái vấn đề thử vũ khí nguyên tử. Thì Bắc Hàn họ không hẳn bỏ đi cái vấn đề cái việc mà thử vũ khí nguyên tử, mà họ chỉ là chậm lại thôi. Thì qua một vài đời tổng thống vừa qua, thì cái vấn đề Bắc Hàn hơn 25 năm vừa qua, thì cái vấn đề Bắc Hàn là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã và đang không giải quyết được một cách rốt ráo. Thì chúng ta thấy bây giờ hiện tại Tổng thống Trump, ông phải cũng khá là nhức đầu. Tại bây giờ mỗi lần mà thử vũ khí nguyên tử hay vũ khí hạt nhân thì Bắc Hàn lại cái vũ khí lại có thể đi xa hơn và cái tầm công phá dữ dội hơn. Thì cái việc mà thử vũ khí của Bắc Hàn vẫn ngoan cố, và trong những tháng vừa qua đã thử vài chục lần. Đây là một cái con số mà cũng như là không tưởng tượng được. Và 2-3 tuần trước đó, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu 15-0 để lên án cái việc đã thử vũ khí của Bắc Hàn. Và ngay cả Trung Cộng và Nga là hai cái quốc gia đồng minh với lại Bắc Hàn, họ cũng bỏ phiếu cùng với lại trong số 15 thành viên thường trực Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Thì Hoa Kỳ, tại sao Hoa Kỳ đã phải đưa tới, đã tạo áp lực để cho 15 thành viên phải bỏ phiếu? Là tại vì trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ hy vọng rằng Trung Cộng sẽ tạo áp lực lên Bắc Hàn. Và Trung Cộng cũng còn đang lúng túng trong thời gian vừa qua. Trung Cộng chắc chắn rằng họ cũng sẽ tính toán, nếu mà họ giúp Hoa Kỳ, họ được lợi gì? Tại sao chúng tôi nhắc tới vấn đề Trung Cộng rất quan trọng trong cái việc giải quyết vấn đề Bắc Hàn? Tại vì hơn 80% kinh tế của Bắc Hàn là lệ thuộc vào Trung Cộng về vấn đề xuất nhập khẩu. Thì chúng ta thấy được hai quốc gia, cái địa hình, địa thế sát nhau. Và cái quốc Bắc Hàn là một cái quốc gia cộng sản, không có sản xuất được gì nhiều. Và đa số những cái chi phí trong quốc gia họ dùng cho vấn đề mà cái vấn đề quân sự, thử vũ khí hạt nhân rất là nhiều. Và cái vấn đề kinh tế họ lệ thuộc vào Trung Cộng. Thành ra cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã phải đẩy, tạo áp lực với Trung Cộng để mà Trung Cộng phải cuối cùng phải bỏ phiếu cùng với lại Hoa Kỳ và
hơn mười mấy thành viên khác tại Liên Hợp Quốc, thì trong những ngày tới Trung Cộng sẽ phải đưa ra những cái chính sách cấm vận Bắc Hàn, để mà đẩy Bắc Hàn vào cái con đường đó là Bắc Hàn sẽ phải từ bỏ cái việc thử vũ khí hạt nhân. Vâng, và Nguyễn Anh cũng đồng ý với anh, thì theo những cái tin tức mới nhất đây đó thì Trung Cộng đã tuyên bố là coi như là khi mà Tổng thống Donald Trump của chúng ta đã phẫn nộ lên và có những cái quyết định rất là quyết liệt, nếu mà Bắc Hàn vẫn còn có cái mưu đồ để mà thử vũ khí hạt nhân đó, thì Trung Cộng có nói là nếu các anh cứ làm tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu mà Mỹ trả đũa thì chúng, tức là cái nội dung nói như vậy là trả đũa, chúng tôi sẽ không có hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thì theo anh Tại Trí thì cái điều này có đúng không như anh vừa mới nói, là trong tương lai là Trung Cộng sẽ bắt Bắc Hàn là phải nghe theo, chứ nếu không có sẽ cấm viện trợ chẳng hạn như vậy. Cái vấn đề Trung Cộng mà lo sợ trong cái vấn đề này không phải là Trung Cộng muốn ủng hộ cho quyền lợi của Hoa Kỳ hay là các quyền lợi của các quốc gia khác. Trung Cộng là một cái quốc gia thường hay gây hấn hay là tạo ảnh hưởng hay là cướp đất cướp biển ở rất nhiều quốc gia, ví dụ ở châu Thái Bình Dương. Thành cái việc mà Trung Cộng mà đưa tới vấn đề mà ra những cái chính sách cấm vận Bắc Hàn, tại Trung Cộng sợ có chuyện gì xảy ra, nếu mà Bắc Hàn làm ẩu thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Mà Trung Cộng biết được cái tiềm năng quân sự của Hoa Kỳ, chúng ta thấy hiện tại những cái quần đảo như là Guam hay là Hawaii là quân sự Hoa Kỳ, những cái giàn quả tiện THAAD đã chuẩn bị sẵn sàng. Và không những tại đảo Guam, tại đảo Hawaii, mà tại kế bên Bắc Hàn là Nam Hàn, là từ thời Tổng thống Obama là đã ký kết để cài đặt cái hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Thế nào là cái hệ thống phòng thủ THAAD? Cái hệ thống này có khả năng ngăn chặn cái việc mà Bắc Hàn phóng tên lửa. Thí dụ chúng tôi nói một cách, chúng tôi không phải là kỹ sư, cũng không phải là một cái người hiểu nhiều về vấn đề bơm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên nó rất là căn bản. Thí dụ Bắc Hàn mà muốn phóng một cái bơm nguyên tử đó thì sẽ phải tạo ra một cái signal, tức là phải tạo ra một cái tín hiệu phóng lên. Thì chỉ trong vòng 1 tới 2 phút, bên phía Hoa Kỳ, tức là có thể từ Nam Hàn, từ Nhật Bản hay từ đảo Guam hay là Hawaii, họ phải phản ứng liền. Mà chúng tôi nói đó là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ phản ứng quân sự không cần phải qua Tổng thống. Thí dụ trong trường hợp Tổng thống là cái người ra lệnh bắn quả tiện qua bên Syria, đúng. Nhưng mà khi mà Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ lặp lại, Bộ Quốc phòng thấy được cái tín hiệu mà phóng vũ khí tên lửa của Bắc Hàn, Bộ Quốc phòng nếu mà trong trường hợp mà Tổng thống bận, Bộ trưởng Quốc phòng có quyền ra lệnh rằng quân sự của Hoa Kỳ sẽ trả đũa ngay tức khắc. Tại vì cái việc đó là nó chỉ diễn ra không quá 1 tới 2 phút để mà cái giàn quả tiện THAAD sẽ phải bắn tên lửa để phá vỡ cái tên lửa đó ở trên không trung, ở trên không gian, chứ không có đợi cho cái tên lửa đó rớt xuống. Vâng, và đó là một cái chương trình rất là hay, đó là một cái để mà bảo vệ quốc gia của mình. Thì thưa với anh, thì để nhân anh nói về vấn đề Trung Cộng, thì bây giờ đó Trung Cộng đã làm những cái đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó, họ tự chế như vậy, và Hoa Kỳ đã thời gian gần đây cũng đưa tất cả những cái hạm đội đi qua đó, tức là cũng không phải là để mà biểu dương lực lượng, nhưng mà răn đe cho biết rằng á, quý vị không phải quý vị muốn làm gì quý vị làm đâu. Và hơn nữa, cái Hoàng Sa và Trường Sa nó là cũng là đất nước của chúng ta, thì xin anh có một cái nhìn về cái vấn đề này. Để vấn đề mà làm giảm đi cái ảnh hưởng của Trung Cộng tại vùng Biển Đông, vùng Á Châu, Thái Bình Dương, thì từ thời Tổng thống Obama cho tới hiện tại đó, từ thời Tổng thống cho tới Tổng thống Trump á, thì các hàng không mẫu hạm cũng như chiến hạm quân sự đã có mặt và đi tuần tại vùng Biển Đông rất là nhiều. Và Hoa Kỳ, bên cạnh đó Hoa Kỳ cũng hỗ trợ thêm hai đồng minh chiến lược của mình, đó là Nam Hàn và Nhật Bản, để mà hai quốc gia này sẽ có những cái chiến hạm tiếp tục đi tuần tiễu
Thì chắc chắn rằng từ đây cho đến những tháng tới chúng ta sẽ thấy được là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cái việc tuần tiễu tại vùng Biển Đông, hay là cái với lại cái diện tích là 12, cái khoảng cách là 12 hải lý cách cái đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và các quốc gia như là Nam Hàn, Nhật Bản chắc chắn họ sẽ làm như vậy. Và không những cái quốc gia này, Hoa Kỳ đã có những cái cuộc tập luyện, huấn luyện như là trong tháng 8 này, khoảng giữa tháng 8, tức là trong cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện đó, thì binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có tập luyện. Và chính cái sự tập luyện hàng năm này cũng đã khiến cho Bắc Hàn họ rất là quan tâm. Tại hàng năm thì binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Hàn đều tập luyện, và tập luyện tại cái vùng biển. Thành ra là chính cái điều này cũng làm Bắc Hàn rất là lo sợ. Dạ vâng. Và để trước khi mà chấm dứt chương trình ấy, thì chúng ta phải đi hết một vòng quanh thế giới ngoại giao quốc tế mà của Hoa Kỳ đó. Thì về vấn đề châu Phi với là Trung Đông, thì theo nguyên danh được biết đó, thì châu Phi ấy, thì sở hữu Hoa Kỳ ngoại giao ở bên châu Phi như vậy ấy, để mà thứ nhất là chống khủng bố và mang tất cả những cái sự mà dân chủ và vấn đề y tế để lo, tại vì đó là một cái nước lục địa đen, lục địa nghèo. Và qua bên Trung Đông ấy, thì nghĩa là đó là một cái mỏ dầu, cái nơi khai thác, và Hoa Kỳ muốn là có một cái ảnh hưởng rất lớn ở đó để mà bảo vệ cái vấn đề dầu lửa để phục vụ cho mình. Thì để tóm tắt thì anh Tài chỉ nghĩ thế nào? Dạ thưa anh, cái vấn đề Trung Đông thì chúng ta nên dành một cái bữa riêng để cho vấn đề chính sách đối ngoại tại Trung Đông, tại chúng ta sẽ không có nhiều thời giờ. Nhưng vấn đề đi qua tới cái lục địa Châu Phi đó, thì Châu Phi đa số là một cái quốc, những gồm những cái quốc gia đa số còn rất là nghèo, thì đa số là những cái, và cũng có một số quốc gia rất là độc tài chứ không phải không. Thì cái vấn đề cái chính sách đối ngoại tại Châu Phi sẽ gồm 3 điểm chúng tôi nói rất là ngắn gọn. Thứ nhất là phòng chống những bệnh AIDS, phòng chống những cái bệnh HIV, thì Hoa Kỳ rất là quan tâm cái đó. Cái thứ hai nữa đó là những cái cứu trợ về kinh tế, tại vì những cái nước nghèo bên Châu Phi đó, cái nạn đói cho tới giờ này mặc dù quốc tế có giúp đỡ nhưng mà vẫn còn là một cái vấn đề. Và cái vấn đề thứ ba đó, khủng bố và độc tài, tại vì cũng có một số quốc gia là những cái mầm mống của khủng bố, cũng như là có một số quốc gia nó vẫn còn những cái chế độ độc tài. Thì Hoa Kỳ hy vọng rằng với cái chính sách ngoại giao thích hợp, đối ngoại thích hợp, thì sẽ làm cho cái vùng Châu Phi á đỡ độc tài hơn, hay là đỡ đói nghèo hơn, hay là đỡ bệnh tật hơn. Tại bây giờ đó là trên thế giới đó hầu như là nó không còn biên giới nữa, nói là biên giới như vậy, nhưng mà những cái quốc gia nào bị những cái vấn đề gì nó sẽ lan truyền khắp thế giới. Dạ vâng. Và trước khi chấm dứt chương trình thì xin Tài Trí có những cái lời chào đến quý vị thính giả, và chúng ta hẹn lại với quý vị trong những cái lần nói chuyện tiếp. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn quý đài và cảm ơn anh của đài KVOA đã tạo ra chương trình Tìm Hiểu Nước Mỹ, để chúng tôi có cơ hội cùng với anh để chúng ta tiếp tục học hỏi và chia sẻ thêm những điều rất là cần về Hoa Kỳ, để hầu cho gửi những thông tin cần thiết đến cho quý đồng hương trong cộng đồng của chúng ta. Vâng ạ, cảm ơn anh Tài Trí đã đưa những cái đề tài rất là rộng rãi để phổ biến trên đài truyền hình KVLA. Và trong những thời gian tới, anh Tài Trí và chúng tôi là người điều hợp chương trình, chúng tôi sẽ có những cái tiết mục đặc sắc hơn về cái vấn đề mà tìm hiểu nước Mỹ để hầu kể chuyện chia sẻ đến quý vị. Tài Trí và Nguyên Giang xin kính chào tạm biệt quý vị, và hẹn lại quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Nước Mỹ lần sau. Xin thật cảm ơn.